Trẻ bị trầm cảm vì áp lực từ cha mẹ, bố mẹ ân hận vì tạo áp lực quá lớn lên con, hay những sai lầm của các bậc phụ huynh khi tạo áp lực trong học tập. Rất nhiều các bài báo, cuốn sách cũng như những công trình nghiên cứu khoa học gần đây đã và đang chỉ ra không ít những hậu quả khôn lường mà sự áp đặt cũng như những áp lực mà các bậc làm cha, làm mẹ vô tình đặt lên con cái trên danh nghĩa của một tình yêu vô vàn điều kiện. Trong một cuộc đối thoại giữa Charlie Goffin, nguyên hiệu trưởng tại một trường học ở Chicago và đồng nghiệp, ông có hỏi người bạn của mình rằng, theo anh, các bậc phụ huynh sẽ muốn con mình khổ sở tại trường đại học Harvard hay là hạnh phúc với một cuộc sống của một sinh viên bình thường ở Arizona? Với không một chút do dự, người bạn của ông đáp, 75% bố mẹ sẽ muốn nhìn thấy con mình bị trầm cảm tại Harvard vì theo họ, những trở ngại về cảm xúc sẽ được giải quyết trong tương lai, nhưng hiếm có ai sẽ có được cơ hội để bước chân vào Harvard lần nữa. Đây là một trong những ví dụ điển hình của tình yêu vô điều kiện mà cha mẹ chúng ta vẫn thường hay nhắc đến. Năm 2020, bệnh trầm cảm đứng thứ 2 sau tim mạch. Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2011 có 25.000 lượt trẻ trong độ tuổi đi học từ 3 đến 15 tuổi đến khám và điều trị. Năm 2012, con số này đã là 28.000. Năm 2013, hơn 32.000 và từ đầu năm nay, số lượng bệnh nhân là học sinh đến khám tăng liên tục. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ stress ở học sinh chiếm hơn 35,1%. Lo âu là 59% và trầm cảm là 38,7%. Trong đó, nhiều trẻ đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về mặt sức khỏe tâm thần. Không ít trường hợp mắc cả 3 vấn đề nêu trên. Thì ở nhà em thường gọi cho bạn bè để tâm sự chứ không có hay nói chuyện với bố mẹ nhiều. Thì ở nhà mình không có tâm sự với ai hết. Người mình tìm đến đầu tiên là những người bạn thân trong lớp. Ở nhà em thường tâm sự với mẹ. Thì mình đang là học sinh thì ba mẹ chắc chắn là sẽ kỳ vọng mình về điểm số, thì giống như muốn mình được trong top 10 hoặc là có thể được bằng các anh chị ở trong gia đình đó. Muốn mình học sinh giỏi nhất lớp top 10 lum la đó. Ba mẹ muốn mình phải được một cái thành tích cao ở học kỳ 1 nhưng mà mình không đạt được, nên là ba mẹ khá buồn về việc đó. Thì sẽ là gắt gỏng lên, chửi bới hoặc là gì đó. Chắc chắn lúc đó là ba mẹ mình sẽ kiểu giống như là nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp lên luôn á. Và chắc chắn là sẽ mắng xối xả như vậy. Phản ứng đầu tiên của ba mẹ hả? Chửi. Hồi xưa, hồi lớp 9 thì mình học nhiều quá nên mình cũng hơi có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Chiều hướng là kiểu như nó kỳ kỳ, nó giống như bỏ nhà ra đi này nọ kia, nhưng mà mình thì không, nên là thường là gì? Thường thì hồi trước hồi còn bé thì mình không còn nhiều, nhưng mà dạo này khi mà cỡ lên khoảng cấp 2, cuối cấp 2 đầu cấp 3 thì mình bắt đầu kiểu suy nghĩ tiêu cực hơn, có thể là mình muốn tự tử hoặc là mình muốn tự làm hại bản thân của mình để quên đi cái nỗi đau đó. Vấn đề là ba mẹ áp đặt mình chỉ là để cho mình được tốt hơn thôi, theo suy nghĩ của họ. Thì mình cảm thấy là chắc là bỏ nhà ra đi, qua nhà người khác ở. Chắc cỡ 5 thôi. Có lẽ là 1 hoặc 2 thôi. Vậy là 4 trên 10. 5. 6 trên 4 thôi. 6 trên 4. 6 thôi. Cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn nha. Alo, con hả? Hôm nay mẹ mới được nhà trường báo về nè, là con có thái độ không có lễ phép với giáo viên, sao vậy? Mẹ đã nói với con cái chục lần rồi, cái việc mà giáo viên nói thì chắc chắn là phải đúng rồi, chả bao giờ họ sai hết á. Giờ con muốn làm sao? Sao con vô tâm quá vậy? Chả bao giờ con để ý đến ba mẹ hết trơn, con muốn ba mẹ phải làm sao với con? Hồi xưa con ngoan bao nhiêu thì bây giờ con hư bấy nhiêu vậy, không bao giờ nghe lời ba mẹ hết. Con cứ cãi ba mẹ, cãi giáo viên, cãi hết người này đến người kia. Con á, suốt ngày là cứ úp mặt vô điện thoại, không lo nói chuyện với ai hết. Cứ suốt ngày.
như vậy rồi con muốn ba mẹ phải làm sao hả? Alo, alo, sao nói không nghe gì hết trơn vậy con này? Cho nên là thiệt sự là con rất rất cần cái sự cảm thông của ba mẹ. Có điều là sao chưa giờ mẹ cảm thông cho con hết nhỉ? Cho nên là ba mẹ đừng có áp đặt con trở thành một ai cả. Tôn trọng ước mơ của con, tại vì ước mơ của ba mẹ không phải là của con.